Sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ dòng 1, diễn viên Dân Vũ rất cần mẫn chụp hình và co những bức hình gợi cảm lên trang cá nhân. Mới đây nhất, cô đăng tải bức hình mặc bikini hai mảnh để lộ rõ hình thể thon gọn, nóng bỏng ở tuổi 24. Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, khoảnh khắc này của Dân Vũ chiếm được nhiều lời bình luận khen ngợi của cư dân mạng và một số nghệ sĩ như Queen, Khánh Linh The Face. Ở một góc chụp khác, tấm lưng gãy và dòng eo thon giúp Dân Vũ cho bức hình đầy cuốn hút. Trước đây, cô từng không ít lần gây tranh cãi khi từ một quá dịch xinh đẹp, trong sáng sủa chuyển thanh lịch hình ảnh sexy. Tuy nhiên Dân Vũ cho rằng cô hướng tới hình tượng của một nghệ sĩ đa năng nên quyết định giao kéo, thay đổi cách ăn giận. Không chỉ quyến rũ ở đời thường, khi đi các sự khiếu nại giải trí, Dân Vũ cũng thích mặc những bộ đồ hút mắt. Hiện tại, sau khi đảm nhận những vai diễn cần thiết trong các dự án phim Người Bất Tử, Tháng Năm Rực Rỡ, nữ nghệ sĩ sinh năm 1995 vẫn đang tìm kiếm kịch bản dạng thích hợp để duy trì.